Hello, Giảm xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui như quý vị. Ngày hôm nay em xin phép được gửi cho quý vị nghe một cái câu chuyện ngắn nói về một cái cặp vợ chồng này. Thì anh chồng này ảnh đang ở trong nhà tắm, và cái cô vợ này cổ bước từ trong nhà tắm ra thì cổ đã gặp một ông hàng xóm. Ông hàng xóm này ảnh cũng như là chưa có vợ. Ảnh mới nói nếu cô tháo cái khăn tắm ra tôi sẽ đưa cô 8 triệu. Liệu rằng cái cô vợ của anh này á, rất là đẹp, dáng người đẹp lắm, liệu có gỡ khăn tắm ra không? Cái kết như thế nào, mến mời quý vị cùng thưởng thức nha quý vị. Đây là một cái câu chuyện có nội dung và cốt truyện rất rất là hay, mến mời quý vị cùng lắng nghe. Thì cái ngày hôm đó đó là một ngày trời đẹp, đẹp trời quý vị. Thì cái anh chồng này ảnh đang vừa đang tắm, thì cái cô vợ này mới vừa tắm xong á thì tới anh chồng tắm. Cô vợ mới vừa bước ra thì anh chồng bước vô phòng tắm. Cô vợ này á nghe tiếng chuông bấm cửa tên 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 tên, không biết là ai tới rồi tới công nhận canh đúng lúc ghê. Thì cô này cổ không có kịp mặc quần áo, cổ kịp lấy cái khăn màu trắng cổ quấn quanh người của cổ lẹ lẹ để cổ đi ra để coi người khách đó là ai. Nhiều khi đó là một người khách quan trọng, mình không kịp ra mở cửa thì người ta đi mất thì sao. Thế là cổ mới đi ra, cổ bờ quấn trên người cổ chiếc khăn màu tắm. Thì lúc này ông chồng đang trong nhà tắm, đang tắm như quý vị. Thì đứng trước mặt cổ là cái anh hàng xóm. Anh này là năm nay cũng 35 tuổi mà chưa có vợ. Thì cái cô vợ của anh kia đó thì rất là đẹp, cái dáng người đẹp lắm, nhìn như con gái mà tập thể hình thể thao á, thành thử ra cái dáng người săn chắc mà thon gọn lắm. Thì cái anh hàng xóm này á, ảnh mới nói chưa có kịp, cô gái chưa kịp hỏi anh qua đây có chuyện gì là anh kia anh nhanh nhẩu anh nói rồi, tôi có một cái lời đề nghị như thế này, nếu cô đồng ý thì tôi rất là vui, chẳng hay là tôi có thể đề nghị được không. Thì cái cô gái này cũng nói anh qua đây thì anh có chuyện gì thì anh cứ nói đi, anh đừng có ngại, có chuyện gì cứ nói đi. Anh muốn nhờ tôi giúp anh chuyện gì hay sao? Không, tôi không có nhờ cô giúp chuyện gì hết, mà tôi muốn cô giúp tôi một chuyện. Là bây giờ chồng cô đâu rồi? Thì cổ mới nói chồng tôi đang trong nhà tắm. Có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Thì chuyện này tôi cũng muốn chỉ có tôi cô biết thôi, chứ chồng cô biết thì cũng không hay lắm. Cho nên cô hứa là cô giữ lời hứa là đừng có nói ai nghe không? Tôi hứa đó, anh nói đi, có chuyện gì với anh? Thực ra đó là tôi muốn là hỏi cô á, nếu mà cô chịu tháo cái chiếc khăn tắm này ra nè, tôi sẽ đưa cho cô 8 triệu. Thời xưa 8 triệu là coi như là quý lắm đó quý vị. Trời ơi, 2 tháng lương đi làm công nhân đó, 2-3 tháng lương chứ ít đâu. Hồi xưa em đi bán dép ở trong siêu thị có 1 triệu 2 tháng à, 8 triệu là coi như là 4 tháng lương luôn á. Trời ơi, cái cô này cũng nghe một cái lời đề nghị sao mà nó nghe nó quái lạ quá, nhưng mà cũng không có phải là gì khó thực hiện, rất là dễ, nhưng mà không biết có kỳ không. Lỡ chồng tôi biết thì sao? Tôi hứa với cô là tôi không có nói cho chồng cô biết đâu, tôi không có nói cho ai biết đâu, chuyện này chỉ có tôi với cô biết thôi. Tôi không nói, cô không nói thì không có người nào biết hết á. Thì cổ mới suy nghĩ, cô nói trời, 8 triệu hả? 8 triệu thì nó cũng nhiều thiệt á, mình cũng đang cần lắm, 8 triệu mình đi mua mỹ phẩm rồi được. Nhưng mà cô thấy làm sao? Cô chấp nhận lời đề nghị của tôi không? Thì anh cho tôi mấy giây để tôi suy nghĩ đã, chờ chờ chút. Sao mà ông này ổng vô duyên quá ta, tự nhiên kêu mình tháo khăn tắm ra. Ủa mà mình đâu mất mát gì đâu, của mình cũng còn y nguyên à, đâu mất gì đâu. Thế là cổ cũng nghĩ là tôi đồng ý. Thế là cổ mới tháo cái khăn tắm ra. Thì anh kia anh nhìn đã đời xong. Gặp ông này ta nói để ý rồi, vợ người ta từ lâu rồi bà đâu có dám nói, sợ chồng người ta quýnh tới bà nội luôn đâu có dám. Bữa nay được bữa hoành tráng luôn, nhìn đã đời xong. Rồi giờ tôi đưa cô 8 triệu nè, quân tử nói một là một ha, nói giữ lời liền đưa 8 triệu. Cô này mừng quá, mừng húm luôn, khi không có 8 triệu đóng cửa cái cặp lại, anh kia đi về. Nghĩ rằng cái chuyện này sẽ không bao giờ mà ai biết được cái đó, anh này sẽ không nói, mình nói ai biết đâu. Đó, trời biết đất biết, ma biết quỷ biết, đâu ai biết. Thế là nè, cổ mới đi vô, thì cổ đi vô phòng tắm tiếp. Thì anh chồng ảnh mới hỏi, ủa em làm gì ngoài đó lâu vậy, ai ở ngoài đó vậy em? Thì cô này có nói, dạ bạn anh á, anh hàng xóm qua. Ủa mà thằng đó nó qua nó có trả anh 8 triệu không?
bữa nó thiếu anh á, nó mượn tiền anh 8 triệu nó chưa có trả đó, nó nói bữa nay nó qua nó trả anh rồi, nó có đưa cho em không? Hả? Chết mẹ luôn. Ủa gì? Ủa nó thiếu anh 8 triệu hả? Nó qua nó trả tiền hả? Chết mẹ rồi. Hớ vậy. Bởi vậy không bao giờ mình tin tưởng người ta nói, người ta hứa, ta hay giữ lời nó kêu đồ, còn lạnh là nói xạo gì. Thì đây là câu chuyện mang tính chất cái chuyện thiếu lâm, không có thật như vậy nhưng mà vui. Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha.